Chào mừng các bác đã quay trở lại với video clip nữa của bên em. Sau vài hôm bận thì em lại quay trở lại và giới thiệu xe cho các bác nhà mình đây. Thì trong video ngày hôm nay tiếp tục thì em có một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của châu Âu, một mẫu xe sang, rất là nhiều tiền và rất là mới luôn. Đây các bác cùng xem nội thất bên trong của xe đây nhá. Chiếc xe Mercedes S500 các bác nhá. Đây, các bác có thể nhìn thấy đây, tất cả 4 ghế điện của xe đều được thiết kế điều chỉnh điện và được làm ở phần táp ni cánh cửa các bác nhá. Và đây cũng vậy này. Đấy, em ngồi bên trong nội thất và quay cho các bác mình một số những cái vị trí chính, một số vị trí chính của chiếc xe nhá. Đây các bác thấy này, những cái công tắc này là công tắc để điều chỉnh ghế các bác nhá. Đấy, mỗi cánh tương với lại một cái ghế bên trong. Và đây các bác xem, chiếc xe đẹp cho nên là ghế của nó vẫn được đẹp như này luôn này các bác này. Đây ghế lái và ghế bên phụ được ngồi nhiều nhất. Đây các bác thấy này, được ngồi nhiều nhất đúng không ạ? Ghế này nhá, ghế này là ngồi nhiều nhất trong tất cả những cái ghế mà của con xe S500 này. Đây các bác xem, ghế da xịn nguyên bản theo xe nhá, vẫn còn rất là mới luôn. Và đây các bác xem cho em cái phần vô lăng này. Đây, chiếc xe có đẹp, chạy ít thì vô lăng mới được đẹp như thế này các bác nhá. Một chiếc xe tuy rằng đời không cao, thế nhưng mà về chất lượng của nó thì còn rất là cao luôn. Máy số của xe hiện tại là vẫn còn zin nguyên bản máy số đấy ạ. Để có một cái phần động cơ hộp số zin nguyên bản như này thì các bác biết là một chiếc xe phải đủ điều kiện như thế nào đúng không ạ? Đây các bác xem nhá, S500 các bác nhá. Mẫu này ngày xưa rất là nhiều tiền và trị giá lên đến gần chục tỷ đồng. Đấy, gần chục tỷ đồng thì các bác mới mua được cái mẫu xe này. Thế nhưng mà bây giờ thì các bác bỏ ra chỉ có hơn 300 triệu thôi. Đấy, mình có thể là sử dụng cái mẫu xe này rồi. Ở video clip này em sẽ chia sẻ chi tiết cho các bác xem về chiếc xe S500 này nhá. Mẫu xe với mang biển Hà Nội này. Đấy, với thiết kế biển Hà Nội, tên tư nhân và được thiết kế là hai màu. Đấy, trên thì được dán màu ghi bạc các bác nhá, còn thì ở dưới là màu đen, ở trên này là dán các bác nhá. Đấy, một dàn lốp dày, la dọc đúc của xe thì cũng đã được lên bộ là mâm của những chiếc xe đời cao rồi. Đấy, một chiếc xe rất là to cao và dài rộng, chạy rất là sướng và đầm chắc. Chiếc xe mà chủ nhân đi rất là ít và rất là giữ gìn. Các bác cùng cảm nhận về chất lượng của chiếc xe nhá. S500, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Đức, rất là sang và xịn sò đúng không ạ? Trước đây chẳng qua chỉ là đời thấp thôi các bác nhá, chứ còn đời cao thì chắc chắn điều rằng là sẽ không bao giờ có cái giá là trên 300 triệu đâu ạ. Các bác quan tâm đến chiếc xe này của bên em thì các bác xem kỹ hết video cho em. Và cũng giới thiệu với các bác là hiện tại cửa hàng em đang có 4 chiếc xe như này luôn. Là có 4 chiếc các bác nhá. Thì mấy chiếc kia nó là S nhưng mà nó là S350, còn thì chiếc này duy nhất là S500. Đấy, chia sẻ với các bác là như vậy. Và bây giờ thì em mời các bác xem chi tiết về chất lượng của chiếc xe. Chất lượng của chiếc xe ra làm sao nhá. Keo chỉ của xe thì các bác yên tâm là không mất phân nào cả. Bên em sẽ đảm bảo cho các bác về những vấn đề là đâm đụng, ngập nước. Đấy, chi tiết từng vị trí một của chiếc xe để các bác mình đón xem. Sàn của xe thì cũng đã được thiết kế sàn 5D rồi các bác nhá. Màn hình xịn nguyên bản theo xe, vẫn hoạt động bình thường. Trang bị túi khí quanh xe luôn. Quanh xe luôn. Rất là nhiều những tính năng và rất là nhiều những cái công năng được thiết kế ở trên con xe này. Chiếc xe rất là hiện đại. Bên em có đổi xe. Đấy, có mua xe các bác nhá và bán xe tất nhiên rồi đúng không ạ? Đây mời các bác xem chi tiết phần cánh cửa trên bên phụ của chiếc xe này. Tất cả nội thất của xe đều là bằng chất liệu da xịn nguyên theo xe từ lúc mới các bác nhá. Nội thất của xe là nội thất nguyên bản, chưa làm lại bất cứ cái vị trí nào. Đấy, chưa làm lại. Chỗ này có túi khí này. Và đây các bác xem các bác xem cho em này. Đấy, da xịn nguyên theo xe nó còn rất là căng đẹp này. Đấy, rất là căng đẹp nhá. Đấy, da xịn nhá. Và cái phần tay cầm rồi tì tay này các bác xem, nếu mà xe chạy nhiều
mà cầm nhiều thì sẽ không được đẹp như này đâu, và nó sẽ bị bóng mòn, bóng mờ, đúng không ạ? Nhưng mà chiếc này của em nó còn rất mới luôn. Một chiếc xe của nó là đẹp xuất sắc. Các bác có thể so sánh chiếc xe này của em đối với một số những chiếc xe khác mà đang được bán trên thị trường nhá. Quá đẹp cho một chiếc xe mà đời không cao, đúng không ạ? À quên, chiếc xe đời 2002 các bác nhá, và đăng ký là đầu năm 2006, số tự động. Chiếc xe này thì động cơ của nó là máy 5 chấm. Đấy, nhưng mà với cái thiết kế form sedan đấy, cho nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của nó cũng bình thường thôi. Đấy, đảm bảo cho các bác là trên 10 lít thôi nhá, chứ không quá. Các bác nhiều bác bảo là 5 chấm như này thì nó phải là trên 20 lít, nhưng mà bên em khẳng định cho các bác, bên em có thể đổ xăng cho các bác chạy, các bác chạy hết bình xăng cho em luôn. Đấy, nếu quá 20 lít em cho các bác con xe luôn. Đấy, chắc chắn nhiều như vậy. Và hôm qua em cũng nhập về được một con Audi Q7 nữa nhá. Đây, ASEAN giờ về nơi này, ASEAN 2012. Và bãi thì bây giờ đã về rất là nhiều xe rồi, và đợt này rất là nhiều xe đẹp luôn các bác nhá. Trên 100 đầu xe các loại cho các bác mình lựa chọn, các bác cùng tham khảo. Các bác hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục xem những cái mẫu video tiếp theo của bên em. Rất nhiều xe được gửi lên cho các bác mình xem nhá. Đây, các bác xem cho em là những cái vị trí này, đúng không ạ? Bây giờ em tiếp tục quay nhá. Đây, những cái vị trí nút bấm điều chỉnh ghế điện đây. Đấy, và chỗ này là sấy ghế các bác nhá. Đây, nhớ ghế 123 này. Đây, công tắc kính điện này. Ở chỗ này là chất liệu lý nhá. Chỗ này là chất liệu lý này. Và loa của xe được thiết kế là loa Boss, một trong những cái thương hiệu loa rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Đây, vách cửa đây. Nòng trong của xe là sơn zin. Phần sàn của xe vẫn là sàn nỉ các bác nhá, vẫn là sàn nỉ. Và những cái bậc bệ lên xuống thì cũng được ốp inox rồi. Đây, các bác xem cho em là những cái vị trí này này. Đây, các bác thấy đẹp không ạ? Lòng trong sơn zin rất là bóng bẩy nhá. Đấy, những con bu lông rồi những phần tem mác của xe này nguyên zin hết này. Có cửa gió thổi về phía sau. Một chiếc xe đẹp phải nói là cũng rất là hiếm có, đúng không ạ? Các bác cùng cảm nhận. Đây. Đấy, rất là bóng bẩy sạch sẽ. Ở chỗ này thì nó là cái vải bên ngoài thôi, thì sau video này em sẽ dán lại nhá. Đây, chia sẻ với bác như vậy, và bên kia cũng vậy nhá. Chiếc này em cũng mới về cho nên là mới rửa nước đã và đăng lên cho các bác xem luôn. Chiếc xe đẹp, các bác chỉ cần là nhìn qua các bác cũng đánh giá được chất lượng của xe rồi, đúng không ạ? Các bác đã từng xem video và xem video của bên em rất là nhiều, và em cũng chia sẻ với các bác là rất là nhiều. Đấy là nhìn những cái vị trí nào thì các bác biết được về chất lượng của chiếc xe. Đấy, chỉ cần là nhìn qua thôi thì đã biết được chất lượng của chiếc xe đến đâu rồi. Ví dụ như là cái chỗ mà phần mặt ghế ngồi này, đúng không ạ? Đặc biệt là hai cái ghế lái. Sau đó là thì đến cái phần củ số. Đây, củ số đây. Xong đến cái phần vô lăng, đúng không ạ? Những cái vị trí này là những cái vị trí mà đánh giá được chất lượng của chiếc xe, đi nhiều hay là đi ít. Nếu mà đi nhiều tất nhiên thì những cái vị trí đó sẽ bị mòn đi, đúng không ạ? Này, sàn 5D các bác nhá. Đây, hộp này là hộp mà vị trí cao các nhà mình đựng đồ y tế nhá. Đây, còn những cái phím được điều khiển nữa này các bác này. Đây, cần số rích rắc. Đấy, củ số đẹp chưa? Củ số rất mới luôn, đúng không ạ? Những cái vị trí phím bấm ở đây là không bị mòn mờ tí nào luôn này các bác này. Đây, đúng không ạ? Không bị mòn mờ tí nào luôn. Ở đây thì là cái phần mặt này nó chỉ là cái ni lông, nhưng các bác bóc ni lông cái nó sẽ đẹp ngay. Đấy, tất cả những phím bấm ở đây này các bác này, tất cả những phím bấm của xe rất đẹp luôn. Chìa khóa xịn nguyên theo xe. F500 này thì nó sẽ thiết kế những cái vị trí. Đây, các bác thấy là nó có những cái chức năng, một số những cái phím bấm ở đây. Đây, các bác xem này. Đấy. Đây, có cả lưng hạ gầm cảm biến rồi chỉnh rèm, đấy, khóa chốt cửa các bác nhá. Hệ thống điều hòa auto. FPS này, rồi khóa ghế này. Rồi chế độ móc xe. Đấy. Phần táp lô của xe được thiết kế cũng là chất liệu da xịn. Đấy, da cao cấp, một chất liệu da tốt nhất thị trường bây giờ. Tốt nhất thị trường bây giờ nhá. Đây. Thị trường bây giờ. Và đây các bác xem chỗ này là chất liệu lỉ nhá. Chất liệu lỉ zin theo xe. Và chiếc xe thì vẫn giữ được một cái chiếc điện thoại của hãng Nokia ngày xưa. Đây, Nokia ngày xưa. Hãng này thiết kế ra thì liên kết với Nokia nhá. Và chiếc điện thoại này là điện thoại nguyên zin, nguyên bản
của dòng xe Mercedes S500 này. Và chiếc xe Mercedes S500 nào cũng có cái điện thoại Nokia này và có logo ở dưới đây. Đây các bác xem. Đây, cốp đồ thì rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng luôn. Vị trí tì tay cũng thế này các bác này. Chất liệu da xịn rất đẹp. Đấy. Không bị kém luôn này, không bị kém luôn. Đây cửa gió này thì tí em quay cho các bác xem sau nhá. Đấy, tất cả những cái cửa gió ở đây không bị gãy vỡ. Đấy, các bác thấy này, không bị gãy vỡ luôn. Đấy. Chỗ này là túi khí này, túi khí các bác nhá. Em đang quay rất là nhiệt tình cho các bác xem. Các bác đang xem video mà thấy hay. Đấy, thấy chất lượng của xe tốt và phù hợp với các bác nữa thì các bác hãy nhấn like và các bác chia sẻ hộ em với các bác nhá. Đây ngồi đây thì em cũng có thể là giới thiệu thêm cho các bác cái ghế này nữa. Đây cái ghế này. Đây, chất liệu da cao cấp của xe vẫn còn rất mới luôn. Đây có thế này, không có một cái hiện tượng bị dạn chân chim đúng không ạ? Nhiều con là bị dạn chân chim rồi các bác nhá. Chiếc này còn chưa bị dạn này. Đấy. Vị trí này là ngồi nhiều nhất phải không bác? Và các bác có thể xem một số những chiếc xe khác đang được bán trên thị trường là những cái ghế này nó đã bị kém rồi, nó bị xuống cấp rồi các bác nhá. Nó bị dạn chân chim rồi, nó nứt, thậm chí là nó rách luôn. Chiếc này của em thì các bác có thể thấy là nó không bị làm sao cả đúng không ạ? Nội thất của xe rất là tươi mới. Đây, từ những cái vị trí vô lăng này các bác này, những cái phím bấm này. Đấy, phím bấm ở đây nó không bị mòn luôn này. Đấy, phần mặt phím còi xe như mới luôn này các bác này. Và những cái vị trí khóe cạnh của vô lăng đây. Đấy, đúng không ạ? Hoàn toàn là một chiếc xe còn nó là rất là chất lượng, đúng không ạ? Ở trên đây thì em cũng nói nhưng mà ở đây thì các bác cũng phải xem qua video hình ảnh nữa. Chủ yếu là trên video hình ảnh, đúng không ạ? Chứ còn thì ở đây em nói thì em cũng chỉ là nhấn mạnh lên thôi, nhấn mạnh. Tất nhiên thì không phải là nhấn quá các bác nhá, em chỉ nhấn mạnh là nó đẹp thì em sẽ nói là nó đẹp. Và các bác cùng xem cho em những cái vị trí tiếp theo của chiếc xe nữa. Vị trí xung quanh cánh cửa này. Đây, vị trí xung quanh cánh cửa của xe này. Đây nhá. Bốn cánh đẹp đều như nhau. Mới đều như nhau luôn. Đây, đây là vị trí mà em cũng đã giới thiệu ngay lúc đầu là công tắc điều chỉnh ghế này. Điều chỉnh ghế này nhá, em có thể đều điều chỉnh cho các bác xem luôn đây. Đây, ghế thò ra này. Rồi đưa vào thụt vào này. Đấy, đúng không ạ? Và chỉnh nâng nữa nhá. Đấy, chỉnh nâng, chỉnh mặt ngồi. Chỉnh rất là nhiều tư thế cho các bác nhà mình ngồi được thoải mái. Đây, lòng trong này đẹp chưa? Đấy, lòng trong đây nhá. Vị trí ốp lốc của xe rất là sáng bóng. Những cái chỗ này này, nhiều con là bị bạc màu rồi nhá. Đấy, con này của em các bác không thấy có hiện tượng bị bạc đúng không ạ? Quay kỹ, quay sát, quay gần từng góc cạnh, từng led một của chiếc xe để các bác cùng cảm nhận. Chỗ này túi khí tiếp tục các bác nha. Bốn cánh đều có túi khí được nằm ở phần táp ni cánh cửa. Đây, vị trí tì tay này. Không có hiện tượng bị bóng, bị mòn luôn. Không hiện tượng bị mòn, bị mờ luôn, đúng không ạ? Một chiếc xe đẹp dành cho bác nào đang tìm, dành cho bác nào mà đang tìm, chưa tìm thấy chiếc xe đẹp thì các bác xem kỹ video, xem kỹ chiếc xe này cho em. Em nghĩ là sẽ đáp ứng được cho nhiều bác khó tính đang tìm những chiếc xe Mercedes S500 mà chưa tìm thấy. Em nghĩ là sẽ đáp ứng được cho các bác. Tất nhiên thì cái điều kiện của nó cũng vô cùng đúng không ạ? Nhưng mà phải nói là chiếc xe đẹp như này là em cũng rất ít khi gặp được các bác nhá. Mẫu xe dài hơn 5m. Đấy, tôn vỏ của xe thì rất là dày. Đấy, dòng này tôn vỏ rất là dày. Dày ở đây thì nó là dày theo thiết kế lúc mới các bác nhá. Đấy, thân xác rất là lặng. Chạy sướng, đầm và rất là êm. Lốp của xe thì vẫn còn khá dày. Dòng này thì phanh ABS 4 bánh. Rồi cân bằng điện tử, chống trơn, chống trượt đầy đủ hết các bác nha. Na răng đúc nguyên theo xe.
À không, là phanh ABS của siêu xe của Narang này là đang mà lên Narang của đời cao rồi các bác nhá. Đây phần tôn vỏ bên ngoài đây, sơn xi rất là bóng. Sinh nhan gương được tích hợp. Đăng kiểm thì hết rồi, nhưng mà sau video này em sẽ cho đi đăng kiểm luôn các bác nhá. Khi các bác đến mua đăng kiểm mới luôn. Đấy, tôn vỏ đẹp. Em cũng đảm bảo cho các bác giống như là một số những cái chiếc xe khác, chiếc xe không tai nạn, không đâm đụng, và về vấn đề là thủy kích và ngập nước nữa cũng sẽ đảm bảo cho các bác nhà mình yên tâm tuyệt đối nhá. Các bác có thể là dẫn thợ và có thể là cho đi test các kiểu khi các bác nhà mình yêu cầu. Đấy, các bác nhá, các bác có thể dẫn thợ đến xem xe trực tiếp và cảm nhận. Đấy, xem xong ưng rồi thì lúc đấy mình ngồi bàn giá. Tất nhiên cái giá mà em đưa ra thì không phải là lấy toàn bộ cái giá đấy, mà giá em đưa ra là cái giá mà cho các bác tham khảo thôi. Đấy, khi vào việc thì vẫn còn bớt các bác nhá, mà thậm chí là bớt sâu cho các bác luôn để vào việc các bác nhá. Yên tâm một điều như vậy. Tất nhiên thì sâu vừa sâu quá thì lỗ là em không bán rồi, đúng không ạ? Làm sao bán cho bác mình với cái giá hợp lý nhất thị trường các bác nhá. Đấy, sơn xi sạch bóng này. Đấy, đèn trước đèn sau rất sáng luôn này. S500 đằng sau thì có những cái mắt cảm biến lùi zin theo xe. Và đây này, có cam này. Đấy, có cam các bác nhá. Kính của xe được bọc dán xung quanh xe rồi. Đấy, bọc dán loại tốt luôn. Đây các bác xem. Đấy, nhìn bên trong không nhìn thấy đâu ạ. Không nhìn thấy đâu nhá. Kính của xe đều là kính zin. La răng đúc đẹp này. Bộ ghế của xe em tiếp tục quay cho các bác xem. Đây, cửa bên kia em đóng lại thì bên đây nó sẽ hơi tối một chút, nhưng mà vẫn nhìn thấy rõ đúng không ạ? Đây, tem này, rồi phần lòng trong này. Đây, sơn của xe rất đẹp này. Ghế da như mới luôn đúng không ạ? Và thậm chí nhiều con đời cao bộ ghế da chưa chắc đã được mới, đã được đẹp như con này các bác nhá. Tuy rằng thì đây là một chiếc xe đời không cao. Và đây là cái vị trí bàn ăn này. Ghế hiện tại em đang ngả xuống, em ngả về phía này một chút. Đấy, tí dựng lên thì cái mặt này nó sẽ là bằng thẳng các bác nhá. Và mình sẽ điều chỉnh tùy theo cái sở thích của mình. Ở đây. Đấy, sàn 5D trên dưới trước sau. Đây, vị trí tì tay đây các bác này. Đấy, tì tay nhá. Và mở ra thì trong đây có những cái hộp đồ mà các bác có thể là mở đây để mình đựng nước này. Đây, lì bên trong rất mới luôn này. Vẫn còn mùi thơm luôn các bác nhá. Rèm che nắng được thiết kế điều chỉnh tự động ở phía trên. Mình bấm nút hạ và lên xuống ở phía trên táp lô các bác nhá. Còn chỗ này thì các bác thấy này, có túi khí này. Và bên kia cũng vậy. Đấy, túi khí quanh xe rất là nhiều. Trên 10 túi khí, rất là nhiều túi khí luôn. Cửa gió này thổi về phía sau, thổi về hàng ghế phía sau nhá, rất mát. Đây gioăng này các bác này. Đấy, gioăng này là gioăng xịn nguyên theo xe nhá. Đấy, gioăng trên, gioăng dưới. Gioăng dưới thì bên trong là cao su và bên ngoài thì được bọc lý rồi. Đây, lòng trong này, sơn xi rất đẹp này. Một chiếc xe còn rất là đều. Đây, từng vị trí của xe một, các bác còn nhìn thấy đây. Toàn bộ lòng trong là sơn zin. Bốn cánh đẹp như nhau và tất cả những chức năng đều như nhau. Hai cánh trên thì được thiết kế là nhiều chức năng hơn. Đây, bên đây cũng có sấy ghế các bác nhá, sấy nóng, sấy lạnh này. Một bên là nóng, một bên là lạnh. Đấy, bên đây là sấy nóng này, còn bên này là sấy lạnh này. Đấy, và ghế điện của xe thì cũng vẫn hoạt động bình thường nhá. Đây, ghế này đang thò ra này các bác này. Hoạt động bình thường nhá. Đấy, hoạt động bình thường. Bốn kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Và chỗ này mình để nước này. Và cái phím bấm điều chỉnh kính điện lên xuống của xe các bác nhìn cho em là nó không bị mòn một tí nào và nó không bị bạc màu ở cái vị trí nút bấm này, đúng không ạ? Đây nhá.
từ cái lý nhá. Đẹp chưa ạ? Đấy. Tì tay nữa này các bác này. Các bác xem cho em cái tì tay, cái phần tay lắm này. Tay lắm này là mở ra mở vào. Đấy. Vị trí này được cầm nắm, được sờ soạng gọi là nhiều nhất đây. Đúng không ạ? Và nó còn được như thế này luôn thì các bác nhìn mình thấy. Đấy. Da cao cấp. Cửa đóng rất êm nhá, đêm đóng cho các bác mình nghe này. Và cửa này nó có chức năng hít các bác nhá, tự hít chứ mình cũng không cần phải đóng mạnh như mà như đóng đâu. Đấy các bác thấy này, đấy nó tự hít rồi nhá. Đấy, tự hít vào luôn. Đúng không ạ? Bốn cánh nhá, bốn cánh đều có chức năng hít. Đấy bây giờ thì em mời các bác xem đến một cái cánh cuối cùng. Cánh gọi là cánh quan trọng nhất, cánh chính của chiếc xe. Đây, chỗ này thì một vài vị trí nó hơi bẩn chút nhưng cái đấy thì không có trọng đúng không ạ. Đây các bác nhìn cho em này. Đây. Đây tay nắm cánh cửa đây nhá. Tay nắm và tỉ tay đây. Tất cả những cái công tắc phím bấm của xe đây. Chỗ này là cái vị trí mở cốp này. Đây là công tắc tính điện này. Đấy, gương chỉnh điện này. Rồi đây là nhớ ghế các bác nha, sưởi ghế và điều chỉnh ghế. Đấy. Tùy theo hướng mà các bác nhà mình điều chỉnh. Đấy, các bác cùng xem nha. Em quay nốt cho các bác mình xem này. Và tiếp tục đây thì cùng giới thiệu với các bác nhà mình nốt. Đây các bác xem cho em. Đây, đẹp chưa? Có cái chỗ gioăng này nhá. Cái chỗ gioăng này thì đây, nó không phải là rách các bác nhá. Đây nó tuột cái lỉ bên ngoài ra ngoài thôi. Đấy, tuột ra. Cái này thì sau video này em sẽ dán vào cho nó được đẹp như chỗ này. Khi các bác đến mua là những cái vị trí này là bên em làm xong này. Và đăng kiểm cũng là xong luôn các bác nhá. Đây. Những cái vị trí cuối cùng nữa mà em muốn giới thiệu đến các bác. Đây ạ. Nỉ rất đẹp luôn, nỉ rất mới luôn này. Bẩn còn không có luôn các bác nhá. Và đây là phần góc táp lô. Và đây là màn hình. Màn hình này là để phục vụ mục đích khi lùi các bác nhá. Còn thì màn hình đấy là không phục vụ để nghe nha. Để chia sẻ với các bác như vậy. Chỗ này là phanh tay, đấy, ga rồi phanh chân. Bên đây cũng có hộp y tế nữa luôn nhá. Hai bên đều được trang bị hộp y tế. Mình có thể là mở ra. Đấy. Chỗ này thì không để y tế mà này chủ xe trước đã để một cái bình gọi là bình cứu hỏa. Đúng không? Còn bên kia là hộp y tế, mình có thể là thay đổi các bác nhá. Đấy, cũng gần quay xong cho các bác rồi. Xem còn vị trí nào không nhỉ? À còn chiếc trần, đúng không ạ? Chiếc trần em chưa quay, bây giờ em quay luôn này. Chiếc trần được thiết kế em để cái lón này một chút. Trần thì vẫn là trần nỉ zin theo xe nhá. Có những cái phần đèn và có những cái gương được thiết kế ở trên đây. Đây các bác thấy này. Đấy, bật đèn này. Rồi gương này. Gương nhá. Bình đây em xuống phía sau mà quay cho bác xem được dễ hơn. Đây. Đấy. Trên đây là màn hình nhá. Trên đây màn hình này. Đấy có màn hình. Trần nỉ zin theo xe và còn rất là mới, đẹp. Như vậy là phần nội thất bên trong em cũng đã giới thiệu và quay cho các bác mình xem xong. Bây giờ đến phần bên ngoài và đến phần gầm máy nữa đúng không ạ? Hai cái phần rất là quan trọng, phần gầm của nó rất là quan trọng. Nhưng mà mất thời gian và quay nhiều thì vẫn là phần nội thất bên trong. Xong đến phần sơn xi bên ngoài. Đây các bác cùng xem. Bên ngoài thì em sẽ quay nhanh thôi nhá. Vì bên ngoài không có gì cả. Đây em đi một vòng. Đấy xinh nhan gương của xe này. Xinh nhan đẹp nhá.
kính của xe bọc dán xung quanh chất liệu tốt, form vỏ đẹp, không bị va quẹt, cho nên nó còn rất là phẳng đúng không ạ, rất là phẳng piu. Đèn xịn nguyên theo xe, hai đèn của xe vẫn còn rất là trong, thiết kế có đèn bi, đèn cầu, đèn halogen các bác nhá. Và phần trên đây thì có những cái mắt cảm biến nữa này. Đấy. Ở trên đây được thiết kế là 6 mắt cảm biến, bên đây 3, bên kia là 3, tổng là 6. Và phía sau nữa thì được gọi là cảm biến xung quanh xe đúng không ạ? Và chiếc xe có nút. Đây, chỗ này là vị trí mình khi điều khiển nó sẽ tự động rửa đèn các bác nhá. Rửa đèn khi cần thiết. Mặt nạ ga lăng của xe đây. Đấy. Mạ chrome sáng bóng luôn. Đây ạ. Các bác cùng xem này. Đấy, đèn rất là sáng bóng đẹp nhá. Đấy, phần bên ngoài thì em quay cho các bác mình cũng tương đối rồi đúng không ạ? Đấy, rất là to, cao và rất là dài đúng không ạ? Đấy, chiếc xe Ford Mondeo cũng là một trong những chiếc xe hạng VIP đúng không ạ? Thế nhưng mà so với chiếc xe này thì ngắn hơn rất là nhiều các bác nhá. Anh Hiếu ơi, mở em máy đi. Đây, và bây giờ là cái phần gầm mà em sẽ quay cho các bác mình xem. Đây, gầm rất đẹp nhá. Gầm tất nhiên thì những cái phần nhựa nó quan trọng rồi đúng không ạ? Phần nhựa thì đi ví dụ như là đá nó bắn lên hoặc là quẹt vào đâu thì nó cũng sẽ, phần nhựa nó sẽ bị vỡ. Nhưng đấy thì không quan trọng. Và các bác, quan trọng thì ở đây nó không bị, chủ yếu nó không bị han gì mục mọt và nó không bị móp méo. Đây gầm đấy ạ. Đây, gầm đẹp các bác nhá. Thôi, ra em quay. Thôi gọi anh. Và tiếp tục là một cái vị trí nữa, một cái vị trí quan trọng của chiếc xe, chính là phần động cơ. Đây, mời các bác cùng xem. Đây, lì cabo vẫn đẹp nhá, lì cabo còn đẹp đây. Hơi bẩn một tí thôi. Và đây là khoang máy này. Đấy, da máy của xe các bác nhìn xem, rất là sáng đúng không ạ? Rất là sạch và rất là sáng luôn. Máy số đại chất, máy số như em cũng đã chia sẻ với các bác ngay đầu video là máy số của xe hiện tại là chưa bổ, chưa làm lại các bác nhá. Máy số động cơ vẫn còn zin, nổ êm và không có một giọt dầu nào được chảy ra bên ngoài. Chiếc xe các bác yên tâm về chất lượng. Đấy, đảm bảo cho các bác yên tâm về chất lượng, hoàn toàn không có lỗi. Đấy, xe cứng đẹp các bác nhá. Bên em hỗ trợ vận chuyển và sang tên là trên toàn quốc, bất cứ trên tỉnh nào, bất cứ trên tỉnh thành nào, kể cả như là miền Trung, miền Nam, miền Bắc thì đơn giản rồi đúng không ạ? Bên em thì bán miền Nam rất là nhiều, các bác nhà mình nhiều bác cũng đã chắc cũng đã mua của em, các bác biết rồi đúng không ạ? Ngày nào bên em cũng bán 1 đến 2 chiếc vào trong miền Nam, miền Trung. Đấy, giao xe tận nơi và chuyển biển, chuyển vùng cho các bác nhà mình đầy đủ khi cần. Các bác tới địa chỉ cửa hàng bãi xe bên em, làm ở tại vị trí số nhà là 166 Hùng Châu, em vào đối diện các bác nhá. Rất là nhiều xe được cho các bác nhà mình lựa chọn. Đây, khách rồi anh em rất đông. Ngày nào bên em cũng bán 5 đến 7 chiếc xe. Và nhu cầu mua xe của bên em không giới hạn các bác nhá. Nhu cầu mua xe không giới hạn, các bác có xe gì bán và đổi xe, các bác cứ đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là 166 Hùng Châu, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương. Hai số điện thoại chính các bác nhà mình liên hệ cho em là số 093 8586 307 hoặc 0389 000 555. Hai số hotline, hai số chính mà bên em vẫn dùng thường xuyên các bác nhá. Ở video này em xin được tạm dừng tại đây. Xin được hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo lần sau. Các bác hãy nhớ ủng hộ kênh của bên em nhé các bác nhá.